Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 3 nằm trong vấn đề tài của đối thoại và bàn về chủ đề là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Và trong các số trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về vai trò và sự cần thiết của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, cũng như một số những vấn đề liên quan tới huy động vốn hay là câu chuyện liên quan tới chất lượng, an toàn và tính khả thi của dự án. Thì trong chương trình đối thoại tuần này chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời để bàn về chủ đề này và giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả chúng tôi đã nhận được trong tuần vừa qua. Tham gia chương trình đối thoại tuần này tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải. Giáo sư Hà Tôn Vinh, chuyên gia tài chính dự án cơ sở hạ tầng. Tiến sĩ Mai Hải Đăng, tiến sĩ trường Cầu đường Quốc gia Cộng hòa Pháp. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và chúng ta lại tiếp tục bàn về một chủ đề mà 2 tuần trước thì đối thoại đã thu hút sự quan tâm của rất là nhiều người, không chỉ của các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông hay là kinh tế mà còn của người dân đang rất quan tâm tới một dự án lớn của quốc gia. Thì trước khi mà chúng ta tiếp tục bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Nếu như chúng ta được hội thông qua, tôi nhìn nhận nó như một cơ hội cho sự phát triển của nhiều ngành khác. Ví dụ như ngành tự động hóa, ví dụ như ngành đóng toa xe, ví dụ như là cái ngành mà hoàn thiện các cái đầu máy toa và dịch vụ ở trên tuyến đường, rồi dịch vụ logistics và cách mạng 4.0 về tự động hóa, về tin học. Và nếu chúng ta cởi mở những cái chương trình dài hạn ra thì các doanh nghiệp dù là nhà nước hay là tư nhân, dù trong nước hay là ngoài nước tham gia vào trong cái dự án này là đến lúc này chúng ta nên xem xét và triển khai nó theo một cách tân tiến, một cách hợp thời. Đó là tạo công khai cái quá trình hoạch định chính sách, công khai các cấu phần của nó, công khai các yêu cầu của nó và linh hoạt về cái phương thức tham gia ngay ở nước Pháp, là nước một trong nước đầu tiên triển khai đường sắt cao tốc với tốc độ đến 250, 300, 320. Thì cuối cùng là không những là họ tư nhân hóa mà bây giờ họ mở ra cho các công ty khác ở nước ngoài vào đầu tư và quản lý và nguồn vốn để khai thác. Thì theo tôi là chúng ta đang cần một hệ thống đường sắt dựa trên cái chuẩn tối thiểu của thế giới là hệ thống 1m435 làm nền tảng để phát triển vận tải đường sắt và từ đó chúng ta có thể phát triển những bước đi dài hơn, ví dụ như là tốc độ cao hay là vân vân khác. 56 tỷ đô có thể là lớn, chúng ta điều chỉnh lại một con số, nhưng người ta bàn quá nhiều đến con số lớn đó, còn người ta không bàn đến cái tác động của chúng ta được gì khi mà chi 56 tỷ đô đó là. Nó sẽ tạo rất nhiều công ăn việc làm. Một khi cái đường sắt này nó hoạt động, nó có hàng vạn việc làm trong rất nhiều năm, đến năm 70 năm hoặc 100 năm. Ngành đường sắt được quốc hữu hóa nhiều. Thế tại sao lại như vậy? Tại vì thật ra ngành đường sắt nó tạo ra nhiều cái giá trị mà nó mang tính chất có ý nghĩa xã hội nhiều. Chứ nó không mang tính chất kinh tế. Ví dụ, đường sắt nó chạy nó ít thải carbonic ra môi trường. Nhưng tốt cho môi trường, nhưng mà nó lại không tốt cho túi tiền của cái đơn vị vận hành đường sắt tí nào cả. Tại vì không ai thu được tiền từ cái chuyện mà giảm phát thải khí carbonic. Hoặc là một cái điều rất quan trọng mà tôi cũng nói từ đầu, đó là vấn đề an toàn giao thông. Bớt chết người vì tai nạn giao thông. Cái đấy thì xã hội này hưởng lợi. Nhưng mà cái đơn vị vận hành đường sắt không hưởng lợi cái gì. Cho nên khi mà thấy những cái điểm tốt về mặt xã hội đó thì nhà nước phải đầu tư chứ còn ai khác nữa. Tất nhiên là tiền thì cũng phải bàn bởi vì nó cũng không phải là nhỏ. Nhất là trong cái điều kiện hiện tại của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta có thể nói tức là khó có thể tìm đâu ra một nguồn lực lớn như vậy mà nội địa cả. Dứt khoát là phải nhờ vào cả cái đầu tư của nước ngoài, các khoản vay của chính phủ, của các cái ngân hàng cơ sở hạ tầng mà chúng ta cũng là cổ đông, như là cơ sở hạ tầng châu Á, vân vân. Và đồng thời tức là làm một cái con đường lớn như vậy thì nó cũng phải tính đến cái chuyện như cả anh nói, tức là kết nối nội địa đã đành, phải kết nối quốc tế nữa. Nó nằm trong một cái chiến lược chung về phát triển cơ sở hạ tầng của châu Á với Trung Quốc. Và tôi cũng đang có nhiều thông tin khác nhau, tức là cũng có những người đưa ra một cái giá, ví dụ như con đường đấy thì có những người đưa ra cái giá tức là 57 tỷ đô, tức là toàn diện, đầu tư toàn diện. Nhưng mà cũng có những quốc gia người ta sơ bộ hạch toán thì người ta đưa ra một cái giá tức là đâu đó chỉ được khoảng 35 tỷ, không đến 50 mấy tỷ. Và cái chuyện này thì tôi nghĩ là chính phủ cũng phải ngồi mà xem xét mà bàn mà tính toán hoặc cái suất đầu tư thế nào để cho nó hợp lý.
Vâng, thưa các khách mời, như tôi giới thiệu từ ban đầu, đây là số đối thoại thứ 3, thì rõ ràng trong hai số trước, các khách mời, 6 khách mời của 32 số đã đưa tới một số thông tin góc nhìn của họ về việc là sự cần thiết của dự án này đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay với các khách mời dưới góc độ của mình có thể chia sẻ một chút về cái vai trò hay là cái tầm quan trọng của dự án này không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Quân ạ. Vâng, theo tôi thì cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là rất cần thiết. Bởi vì về mặt lý thuyết thì đường sắt là xương sống trong cái hệ thống giao thông vận tải quốc gia. Thế nhưng mà hiện nay đường sắt của Việt Nam chỉ chiếm thị phần chưa đến 1%. Theo tôi đấy là một sự lệch lạc. Bởi vì phát triển đường sắt nó sẽ có rất nhiều cái ưu điểm. Đó là một ngành vận tải khối lớn có rất nhiều ưu điểm. Nó giảm bớt những cái ô nhiễm môi trường, nó giảm bớt cái ùn tắc giao thông, giảm bớt những cái về tai nạn giao thông. Thế tuy nhiên với cái sự đầu tư của nhà nước hiện nay thì đường sắt không được phát triển. Thế vì vậy mà anh phải có đường sắt tốc độ cao để anh làm thay đổi cái công nghệ vận tải. Vì cái đường sắt hiện tại với cái khổ đường 1 mét, với cái năng lực hiện nay là giới hạn rồi, thì anh không đáp ứng được nhu cầu của xã hội về di chuyển hành khách cũng như là vận chuyển về hàng hóa. Thứ hai là chúng ta cũng thấy là cái xu hướng của thế giới hiện nay là cao tốc hóa. Đấy, các đường sắt các nước phát triển rất mạnh mẽ mà chúng ta thấy chủ yếu là điển hình như là Trung Quốc bên cạnh ta đây. Nếu mà chúng ta không phát triển đường sắt cao tốc, nói tương lai và tốc độ cao hiện tại, thì sẽ không có sự kết nối giữa đường sắt Việt Nam với đường sắt khu vực. Thì điều đó thì nó sẽ cản trở sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Vì vậy theo tôi đây là sự rất cần thiết. Cần thiết, rất cần thiết, có đến mức là cấp bách bắt buộc phải có không ạ? Cái này thì về mặt chiến lược thì chắc là giáo sư Hà Tuấn Vinh sẽ nói rõ thêm, nhưng mà ở đây nó lại liên quan một cái vấn đề là cái vốn đầu tư ở đâu ra. Thì cái việc này thì chính phủ phải cân đối giữa các dự án xem cái nào là rất cần thiết, rất cấp bách. Nhưng theo tôi nếu như không đầu tư vào bây giờ thì sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại, và nó sẽ gây ra những cái hệ lụy cho sau này. Chẳng hạn bây giờ nếu chúng ta cứ không đầu tư phát triển đường sắt thì anh phải phát triển đường bộ. Mà phát triển đường bộ thì đối chẳng hạn như là ở Anh thì người ta cho là phát triển là cái cuối cùng. Phải quan tâm phát triển đường sắt trước, sau đó thì mới đến các phương thức khác. Như vậy so cái mức độ cần thiết của cái dự án sắp được trình ra quốc hội với cái câu chuyện của năm 2010, tại sao chúng ta cũng trình ra cái dự án này, chúng ta cũng nhìn thấy sự cần thiết rồi mà tại sao lại không được thông qua, chưa được thông qua? Theo tìm... bây giờ cấp bách hay cần thiết hơn ạ? Theo tôi tìm hiểu thì 2010 nó vướng một cái thứ nhất là về mặt kỹ thuật. Về cái kỹ thuật thì luật của đường sắt của năm 2 mà chúng ta thực thi áp dụng năm 2010 đó, thì trên cơ sở cái luật đường sắt được thông qua năm 2005. Và có hiệu lực năm 2006, nhưng trong đó không có những cái chế tài về đường sắt cao tốc nói chung và đường sắt tốc độ cao nói riêng. Tức là anh không có khái niệm, không có phân loại, không có tiêu chuẩn kỹ thuật. Đến cái luật đường sắt sửa đổi vừa rồi và có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2018 tới đây thì có hẳn một chương là chương 8 gồm 6 điều về đường sắt tốc độ cao. Thế tức là anh có cái căn cứ về luật. Thứ hai là trước đây thì chúng ta chưa làm rõ cái nhu cầu, đánh giá một cách kỹ lưỡng cái nhu cầu của nền kinh tế và của xã hội đối với đường sắt tốc độ cao. Theo tôi vì vậy mà chúng ta cũng... Và cái thứ ba thì như tôi vừa nói là chúng ta không làm rõ được cái nguồn vốn sẽ lấy từ đâu ra. Và chúng ta hy vọng những chuyện đó sẽ được giải quyết trong cái đợt tới này. Và chúng tôi cũng rất hy vọng. Ông đang nghĩ nào? Theo góc nhìn của tôi thì hiện nay cái dự án mình phân ra làm hai cái, giữa 2010 và 2018 nó hai cái khác biệt hẳn. 2010 chúng ta trình là dự án đường sắt cao tốc. Còn cái dự án này đó là đã rút kinh nghiệm từ năm 2010 trình lên là dự án đường sắt tốc độ cao. Hai loại dự án này là khác nhau, một cái là ở cấp độ cao tốc, còn một cái là đường ở cấp giống như đường bộ thì đường cao tốc và đường bộ thông thường. Thì cái đường sắt này tốc độ cao thôi, tức là tốc độ cao cỡ dưới 200 km/h cho vận tải hành khách và khoảng 160 thể quân nhỉ. Vâng, thì 160 cho vận tải hàng hóa. Thế thì thực ra cái năm 2010 thì tôi đánh giá là nó cũng đơn giản thôi, quốc hội chúng ta phủ quyết cái tờ trình đấy trên cơ sở rằng là Bộ Giao thông Vận tải thời gian đó có lẽ là cái sự nghiên cứu nó chưa thật sự kín kẽ mọi vấn đề, chưa xem xét được, có mấy là trình cũng hơi vội vàng. Còn về sự cần thiết thì tôi nghĩ là bất kỳ công trình giao thông nào nó là sự cần thiết, dù trên cái thể loại phương tiện nào, loại hình thức nào, như đường sắt, đường bộ, đường không thì thực ra đều cần thiết với bất kỳ đất nước nào. Không riêng gì đường sắt, đường bộ cũng rất là cần thiết. Nên tôi thì có một cái chút cái ý khác là
cái đường sắt tốc độ cao thì tôi rất là nhất trí, tức là cái loại mà không vượt qua 200 chưa lên đến cao tốc, mức đầu tư nó khác hẳn, nó giảm hẳn rất nhiều so với đường cao tốc. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận trên phương diện là khi nghiên cứu đánh giá thì cũng ta cũng dự kiến để phân kỳ, để có thể 10, 20, 30 năm sau chúng ta tiến tới là nâng cấp lên thành đường sắt cao tốc tốc độ trên 300 km/h. Thì cái đấy cũng là cái căn cứ cần thiết. Còn tôi nghĩ phải xem xét lại cái thời điểm đầu tư. Tại vì đường sắt là một phương tiện, nó cần phương tiện vận chuyển trung gian. Hệ thống vận chuyển trung gian chúng ta đang rất có vấn đề. Các ga, tới các ga thì cũng cần đến đường bộ để vận chuyển tiếp. Thì mình phải xây dựng đồng loạt thì nó khai thác hiệu quả về mặt kinh tế được. Chuyên gia về kinh tế tài chính dự án thì đấy, sắp tới có giáo sư sẽ nói thêm. Nhưng mà về mặt cân nhắc về cái mặt là cái phân tích tài chính dự án quan trọng hơn rất nhiều mà kỹ thuật. Tôi nghĩ kỹ thuật không còn vấn đề thì quá là khó. 1, 4, 3 năm cả thế giới làm. Và một cái rất là quan trọng đó là cái việc chuẩn bị vốn. Tránh cái bài học của Trung Quốc là rất là nghiêm trọng hiện nay, tức là rất nhiều đường sắt cao tốc của Trung Quốc dự án dừng vẫn để hoang phế như vậy và hàng triệu công nhân không có việc làm. Tại vì đã tính ra làm việc đó rồi, đã có sắp xếp việc làm cho họ để xây dựng một cái dự án lớn rồi, đến lúc đó vấn đề về nguồn nhân lực huy động mà lại dừng dự án không cho vốn. Điển hình như hai cái tuyến ngắn có mười mấy km ở thành phố Hà Nội hay là một cái tuyến thành phố Hồ Chí Minh về đường metro thôi mà làm còn không làm nổi, còn đội vốn, còn tất cả mọi thứ khác. Thì phải rất rất cân nhắc cái bước tư vấn lập dự án. Tuy nhiên ý kiến của ông Đăng là thời điểm này cũng là cần thiết. Cần thiết phải bắt đầu nghiên cứu, còn để đầu tư xây dựng ngay thì tôi nghĩ là chưa. Giáo sư Vinh thế nào? Tôi thì cũng nhiều năm được có cái kinh nghiệm làm với Ngân hàng Thế giới trong về tài chính dự án. Thì cái mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam cũng như của Ngân hàng Thế giới như ADB cũng vậy là chúng ta phải xóa đói giảm nghèo. Nhưng một cái mục tiêu xóa đói giảm nghèo là cái mục tiêu lớn của quốc gia, của toàn cầu, nhưng mà nó phải thể hiện bằng những cái dự án đó. Trong đó là vấn đề quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng. Thì cơ sở hạ tầng thì phải có đường xá, tức là giao thông vận tải, nước sạch, viễn thông bưu chính, đúng không? Tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta gọi là mục tiêu thiên niên kỷ, là để làm sao xóa đói giảm nghèo, là giảm nghèo. Thì cái chuyện như Việt Nam là một cái nước mà chúng ta có một cái chiều dài rất là lớn, nó không phải như những cái nước nhỏ nhỏ Singapore một chỗ, nhưng mà chúng ta rất là dài, mà có cái chiều dài đó có thể lên khoảng từ Bắc đến Nam, có thể nếu mà đi theo bờ biển là hơn 3.000 cây, mà nếu mà đi gọi từ Sài Gòn về tới Thành phố Hồ Chí Minh là cũng khoảng 6.000-7.000 rồi, mà chưa nói tới Cà Mau, chưa nói tới lên tất cả những cái là Lào Cai các bạn. Thì cái vấn đề là chúng ta vì có một cái địa hình địa lý nó như thế đó, thì chúng ta phải bắt buộc phải làm gọi là đường sắt. Tôi đã làm về tài chính dự án ở 20 mấy nước cho ở châu Á, như Mông Cổ rồi Trung Quốc rồi các nước. Thì cái đường sắt là cái đường huyết mạch của một quốc gia. Tại vì chúng ta không thể nào mà gọi là đầu tư dàn trải tất cả như về sân bay, rồi lại còn tàu thủy, rồi lại còn xe ô tô tất cả. Thì nếu mà chúng ta có một cái đường huyết mạch từ đó, rồi từ đó chúng ta sẽ thông ngang, đâm ngang qua, thì thường thường người ta làm cái đường như vậy là Bắc Nam hay là Đông Tây, nếu mà cái đường đó rộng. Rồi từ đó là nó có những cái đường kết nối với cái đường sắt đó. Thì tôi không hiểu tại sao mà xin lỗi gọi là chính phủ từ trước là không cho gọi là cái đường Bắc Nam là cái đường huyết mạch, mà bây giờ mãi đến 2010 bây giờ mới nghĩ đến cái chuyện đó là đường huyết mạch. Thực sự đó là phải là cái đường huyết mạch Bắc Nam là của phát triển. Và nhất là cái chuyện là như thế, là miền Trung là cái miền nó nhỏ, nó chỉ có mấy chục cây số bề ngang thôi, thì rất là dễ tiếp cận. Miền Bắc thì chúng ta có thể trải ra được, nhưng mà đó bây giờ nó sang đến vấn đề tài chính. Thì tôi nghĩ là cái quan niệm mà thiếu tiền không phải là quan niệm mà tôi nói chính xác. Quan niệm sử dụng tiền rất là quan trọng. Tôi thấy là nhiều cái dự án của mình là tính toán một là sai, hay là đội vốn quá nhiều, gọi là nó quá. Thì có thể là chính phủ ngại bây giờ làm cái gì mà to quá, dài quá, là tính toán không tới. Rồi đến khi mà tính không tới thì thiếu tiền. Mà thiếu tiền thì không thể vay được, hay là không thể tìm ra những nguồn, thì nó bị dừng. Thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái uy tín của lãnh đạo, của các nhà chuyên môn như vậy. Thì thành ra là chính phủ có thể gọi là giống như giáo sư nói là về phân kỳ, nó là từng đoạn 5 năm, 3 rồi từng đoạn một. Thì cái chuyện phân kỳ hay không phân kỳ, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải có một cái chiến lược quốc gia để phát triển từ Bắc tới Nam vậy. Trong hoàn cảnh Việt Nam là gần như là bắt buộc, nên chúng ta không thể nói có cần hay không. Cái đó gần như là bắt buộc. Tại vì hai cái đầu miền Bắc, miền Nam ở giữa là rất là dài. Và cái xin lỗi gọi là cái vận tải đường sắt, trong các là loại hình vận tải là ngoại trừ đường thủy, là mau nhất, rẻ nhất. Là mau nhất theo cái nghĩa là bây giờ chúng ta vận chuyển hàng hóa, vận chuyển người thì chắc chắn là nó phải mau hơn, dễ hơn là và tốt hơn là vận chuyển bằng xe ô tô, bằng xe Việt Nam, và xe khách hay xe đò hay là đường thủy. Thì tôi
không nghĩ là chính phủ sẽ gọi là không muốn, nhưng mà gọi là vì trong góc độ tài chính là chúng ta không tìm ra cái nguồn gọi là tài chính mà lâu dài thực sự như vậy. Thì tôi thấy là các tổ chức quốc tế tôi đã làm việc thì họ hỗ trợ tất cả những mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam và tất là những cái hoạt động đó, nhưng mà chính phủ có cái mình gọi là cái ưu tiên không, chính phủ có dám bỏ cái ưu tiên này vào trong cái đó không, hay là bỏ vào những cái mà chúng ta gọi là chúng ta dễ thấy và dễ dàng hơn như đường cao tốc, những đường bình thường là. Thì tôi nghĩ là đã đến lúc mà chính phủ phải nhận thức rằng là để phát triển nó đạt những mục tiêu mà xóa đói giảm nghèo các những cái vùng miền núi, những cái miền mà người miền Trung đó, là phải có một cái đường huyết mạch là đường sắt cao tốc. Cao tốc đây mình gọi là cao tốc thôi, nhưng mà gọi là đối với quốc tế thì gọi là vừa phải. Là vì những cái đường mà cao tốc thực sự như của Pháp, là TGV của Pháp hay là Shinkansen của Nhật thì Việt Nam gọi là cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng đủ để chuyển hành khách và chuyển tải hàng hóa. Thì tôi nghĩ rằng là cái đó gần như là chính phủ phải tìm cách thông qua, phải đặt cái trọng tâm vào trong cái nơi đó để nối kết ba miền chứ không phải là hai miền Nam Bắc không. Vâng. Vậy ý kiến của ông Vinh nó là bắt buộc, là không thể không có, chứ không phải câu chuyện là có cần thiết hay không nữa. Tuy nhiên tôi nghĩ chắc chắn khi mà trình ra quốc hội thì lại câu chuyện lại vốn ở đâu, lại câu chuyện 56 tỷ đô la hay là thậm chí nhiều hơn nữa, sẽ xử lý như thế nào, thì không biết là khách mời đây có một số thông tin về cho tôi nói một chút về cái ưu tiên. Tại vì đã nhiều năm tôi làm những cái dự án ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới về tiền, thì thực sự là trong nội bộ chúng tôi nhiều khi trong Ngân hàng Thế giới nói là nếu mà Việt Nam gọi là không chạy theo những cái mình cứ tạm gọi là tỉnh nào, thành phố nào cũng phải làm đặc khu, làm rồi những cái khu công nghệ, khu chế xuất, rồi làm sân bay đó, thì chúng ta sẽ có một cái số tiền mà chúng ta không phải để gọi là mình tạm gọi là nó bị chia nhỏ ra như vậy. Đó là một chuyện. Thứ hai là chúng ta dễ dàng quá trong vấn đề là để cho các tỉnh hay là các dự án họ dùng cái tiền của ngân sách quốc gia mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không giám sát, là chúng ta không dám thu lại. Thì nếu mà chúng ta không thất thoát những cái khoản đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái số tiền khá lớn để chúng ta có thể bắt đầu từ nghiên cứu. Như thầy nói là phải nghiên cứu trước, đồng ý, nhưng mà nghiên cứu rồi để đó thì cũng chả có làm gì được. Và chúng ta phải bắt đầu xây dựng, tạm gọi là hạ tầng hay là đền bù rồi tất cả những để chúng ta có số tiền lớn, chúng ta sẽ ưu tiên vào đâu đó, nếu chúng ta phải thấy cần thiết cấp bách thì chúng ta mới có thể ưu tiên vào đó. Tôi nghĩ là cái cách hiểu 56 tỷ đô la của chúng ta là nó chưa rõ ràng. Bởi vì như tiến sĩ Mai đang nói rồi, đường sắt là không thể đầu tư cùng một lúc, không thể cùng một lúc làm cả một tuyến đường dài như thế mới được. Vì vậy họ phân ra, trước tiên là sẽ làm khúc từ Hà Nội Vinh và Sài Gòn Nha Trang. Bởi vì sao? Bởi vì khúc từ Vinh đến Nha Trang ấy, là anh có cái đặc thù là đi qua cái vùng miền Trung là cái khí hậu rất khắc nghiệt. Các yếu tố thời tiết cực đoan, ví dụ như là lũ quét, lũ ống hay là mưa bão cường độ rất mạnh. Vì vậy, cái công nghệ sẽ phải khác đi. Nên người ta thông thường người ta làm những cái khúc dễ trước, và đặc biệt là hai cái khúc đó có nhu cầu hành khách rất lớn, để làm thí điểm từ đó mới nhân rộng ra. Thì vì vậy, khi anh làm hai cái khúc đó thì cái số tiền nó cũng không phải là cái số tiền nó quá lớn. Thứ hai thì ở đây cũng ta cũng phải nói thật này, đường sắt nó khác với các ngành khác ở chỗ đây là cái sự là các ghép nối tiếp giữa các phần tử, thế nên anh phải làm đồng bộ chứ không thể là chỉ làm toa xe không hay làm một vài cái số đường không, anh phải làm đồng bộ từ hạ tầng cho đến thông tin tín hiệu đầu máy toa xe và cả con người đào tạo. Thế nên vì vậy khi chúng ta làm thì phải xác định thế này này, đầu tư cho đường sắt thì nhà nước cũng phải là cơ bản nhất vì cái thời gian hoàn vốn nó lâu. Nhưng bên cạnh đó nó có những cái phương pháp mà người ta gọi là huy động vốn nó khác nhau. Ví dụ như là anh vay, như giáo sư Hà Nội Minh nói là vay thế giới nếu như anh chứng minh được cái tính cần thiết của nó. Hoặc kêu gọi cái vốn xã hội hóa. Nếu như anh có những cơ chế để cho những người tham gia đầu tư vào đó họ được hưởng lợi. Và đặc biệt trên thế giới hiện nay người ta đang tính chi phí là chi phí vận tải đa phương thức. Chẳng hạn anh làm đầu tư đường bộ thì những cái xe quá tải quá nặng, mà rõ ràng xe quá tải là anh tàn phá hệ thống hạ tầng, thì anh phải lấy cái phí đó anh nộp để anh bổ sung, anh đầu tư vào đường sắt để phát triển đường sắt gánh đỡ những việc đó đi. Còn chúng ta hiện nay chưa làm cả một cái chi mà thế giới gọi là chi phí về vận tải đa phương thức, nên anh nào chỉ biết anh đó. Và hiện nay vì anh nào chỉ biết anh đó nên là anh để cho một cách tự phát về huy động vốn, nên như chúng ta thấy chẳng hạn như là phát triển hàng không tôi cho là phát triển nóng rồi. Bây giờ là chúng ta thấy là cũng rất nhiều những cái chậm chuyến hay những cái tai nạn hoặc là những cái mà sự không hài lòng của hành khách đối với hàng không. Thế theo tôi là phải hiểu cái 5-6 tỷ đô la trên cái khía cạnh đó
tức là cùng một lúc anh không thể lấy 5 tỷ, 6 tỷ đô la được. Nhưng đó vẫn là một con số lớn ạ. Vâng, đó là số lớn, bởi vì chúng ta cứ quen là nhìn tổng thể. À, thì bây giờ trước mắt theo tôi là ta làm từng khúc một. Nếu như có hiệu quả thì chúng ta sẽ tiếp tục nhân rộng. Còn cái giai đoạn nó giãn ra như thế nào thì các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật sẽ phải tính toán đầu tư thêm. Trong nhiều cái nước á, nó có một cái yếu tố này nữa là các thầy này, giáo sư là đường sắt nó đi với du lịch. Nó rất là quan trọng nha quý vị. Và Việt Nam là cái nước rất là dài và bờ biển rất là đẹp. Mình chúng ta không tận dụng cái đó để chúng ta phát triển du lịch. Tại vì xe hỏa thì nó phải có ga, cứ đi một đoạn là có ga, một vài chục cây, một trăm cây có ga. Mà có ga là phải những cái chỗ đẹp thì người ta sẽ xuống. Và nó vừa có gọi là lợi cho du lịch địa phương, và chính phủ có thể thu thuế được, thu nhiều nguồn thu được. Và khi mà cái địa phương họ được lợi du lịch đó, họ sẽ đóng góp, họ sẽ phải đóng góp. Đóng góp cho những cái ga đẹp hơn, rồi những hoạt động đẹp hơn, đóng góp cho cái chuyện là đường tàu nó tốt hơn, ga tàu tốt hơn. Thí dụ biệt tôi nói chỉ có chuyện từ Hà Nội lên Sapa. Vì Sapa là cái thành phố đẹp, nơi nghỉ mát. Một công ty Victoria Sapa họ thuê cả một vài cái tòa tàu làm thành 5 sao. Thì họ thành 5 sao, tại sao không? Đó. Thì tôi mới thấy là bây giờ là để mình nhìn trong một cái góc độ gọi là mình gọi là xã hội hóa như thế đó. Tức là nó có ích lợi cho địa phương, nó ích lợi cho người đi. Không ai mà chuẩn mình đi, mình máy bay thì cũng đi, nó cũng mau thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đến một chuyện là xa hơn một chút, là rộng một chút, là du lịch là một cái ngành mà Việt Nam rất là đẹp, rất là có lợi. Tôi xin nói thêm một chút về cái 5-6 tỷ đô la thế này. Bởi vì chúng ta biết rồi, cái khung miền Trung là cái đoạn hẹp nhất là có 41 cây số. Và bây giờ phải gánh cái đường sắt, đường bộ để gắn đường Hồ Chí Minh, gánh cái sân bay. Thế nếu mà chúng ta không làm một cái tổng thể thì anh sẽ không có quy hoạch quỹ đất dành cho đường sắt tốc độ cao. Thế nên là chính vì vậy mà khi họ xây dựng quy hoạch cái tuyến đường sắt tốc độ cao là họ phải làm như vậy để xác định cái quỹ đất mà họ sẽ phải sử dụng ở khúc đó. Thế theo tôi thì chúng ta liên tưởng cái 5-6 tỷ đô la tức là anh phải bỏ ra ngay thì nó sẽ là khó. Thứ hai là cái hiệu ứng phát triển đường sắt như giáo sư Hà Tôn Vinh hay là tiến sĩ Mai đang nói là nó hiệu ứng thu hút kích thích. Khi anh làm đường sắt tốc độ cao thì sẽ làm phát triển cái kinh tế địa phương, làm tăng lượng khách du lịch, làm giảm bớt những cái chi phí bù đắp cho những tai nạn giao thông, bù đắp cho cái ô nhiễm môi trường. Thì cái đó nó lại thừa sức để anh đầu tư ngược lại vào phát triển những đường sắt chỗ đoạn khó khăn. Vâng. Thế sẽ đang như thế nào? Tôi xin giải thích thêm một chút là tôi nghi ngờ sự nghiên cứu, thầy Quân ạ. Em vẫn nghi ngờ các báo cáo khả thi. Vì trước kia tôi đã tham gia cái dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 là cái đường sắt đô thị ngang qua đây. Thì cũng là cái báo cáo khả thi đấy, lúc đấy chúng ta làm có vẻ nó rất là dễ, mà tư vấn Sheetfarm, tư vấn cực kỳ nổi tiếng của Pháp, rất giỏi. Một tư vấn lớn như thế mà cái tuyến bây giờ cũng đã có lẽ từ 2005 đến 13 năm. Mà dự kiến có lẽ phải thêm 5-7 năm nữa mới xong một cái tuyến đó. Dubai làm có 3 năm. Thế phải rất cái tính toán về tư vấn, tôi vẫn đánh giá là cái khối tư vấn và cái khối quản lý nhà nước là rất quan trọng trong cái dự án này. Cho nên xem xét lại, vì 2010 trình ra Quốc hội cũng như thầy vừa nói, thầy Quân vừa nói, nó có vấn đề. Cái cách anh làm nó không rõ ràng, người ta nghe người ta không có hiểu, người ta phủ quyết là đúng rồi. Quốc hội không thể nào nghe một con số như thế người ta giật mình, nhưng mà cũng như phân tích bảo là 1 năm 5-7 tỷ thì ok, mọi chuyện có thể trôi được. Thế nhưng mà phải nghiên cứu rất là kỹ, vì 5-7 tỷ có thể thành 5-70 tỷ là rất nhanh, trượt giá rất nhanh, đúng không ạ? Rồi là cái đội vốn rất là lớn do những nghiên cứu không kỹ càng. Mà kể cả tư vấn nước ngoài cũng vậy thôi, họ chưa chắc đã thông hiểu được địa phương để nghiên cứu cho nó phù hợp. Thì cái đấy là tôi muốn nói là phải có nghiên cứu thật kỹ để nó đảm bảo cái tính khả thi cũng như là phân tích tài chính của dự án cho nó hợp lý. Nguồn vốn thì có thể huy động ở rất nhiều hình thức vốn khác nhau để huy động. Và tôi nghĩ con số 5-6 tỷ không phải là khó huy động nếu như giả sử con số đấy đúng. Nhưng tôi đồ rằng không phải 5-6 tỷ, có lẽ phải gấp đôi. Không thể là con số đấy được. Con số đấy thì nghe chừng hơi chủ quan, tôi nghĩ là vậy. Nó tốn kém lắm, nó rất tốn kém với cái địa hình Việt Nam mình. Đặc biệt là đoạn miền Trung nó phân bổ ra như vậy rồi. Buộc đường sắt nó phải có những cái địa hình rất là phù hợp nó mới đi được. Nó không như đường bộ, nó dễ đi. Thế thì những cái yếu tố đấy thì tôi đánh giá nó trên phương diện kỹ thuật một chút. Nếu mà nhìn cái vấn đề tài chính thì mình phải nhìn, tôi nghĩ là hai góc cạnh, của một là của nhà nước, thứ hai tức là tiền thuế của dân, đúng không? Hay là mình lấy cái này làm cái này thì mình sẽ gọi là cái chi phí cơ hội nó ở chỗ khác. Nhưng mà đối với các nhà đầu tư thì họ tính toán rất là dễ, là nó có lợi họ mới làm, rõ ràng là như thế. Và rủi ro ít, rủi ro vừa phải thì họ mới làm, đúng không? Tại vì
tiền của họ không phải là cái tiền, xin lỗi, gọi là tiền của thuế của dân, tiền của họ là tiền đầu tư, tiền doanh nhân, tiền của doanh nghiệp của họ, tiền gọi là họ phải làm ra. Vậy thì biển nếu họ đầu tư vào đây thì có nghĩa là nó phải ra cái lợi nhuận nào đó vừa phải, chấp nhận được rủi ro vừa phải, nếu không họ sẽ đầu tư chỗ khác. Vậy thì biển tôi nhìn hai góc độ, tôi không sợ về góc độ của các nhà đầu tư nước ngoài là đấy. Thì họ tính kỹ lắm, họ nhìn đấy. Và tôi chỉ sợ là như vậy, thứ nhất là cái góc độ của nhà nước, là khi mà chúng ta dễ dãi quá trong vấn đề làm quy hoạch. Tôi làm cố vấn cho chính phủ về thủy điện Sơn La, tôi làm rất là nhiều dự án ở đây, thì gần như cái gọi là khả thi là cũng không chính xác. Mình không dám nói sai, nhưng gọi là nó, tại vì nếu mà đã chính xác thì làm gì có cái chuyện đội vốn 100% 200%. Sai thì cũng phải xăm 50-20% đấy chứ, tại sao sai quá nhiều được. Những cái dự án mà nó gọi là nó quá cái sức tưởng tượng, là cái sự đội vốn hay là sự khác biệt, đó là một vấn đề lớn. Tại vì có thể là gọi là mình cứ nói là các gọi là các nhóm gọi là mình gọi là Việt Nam, nhóm lợi ích của các tỉnh các chỗ họ làm, hay là các nhóm lợi ích để mong muốn cho cái dự án được qua, thì không có, một là không có tư vấn quốc tế, là tư vấn độc lập, mà tư vấn độc lập cũng chưa chắc đã độc lập được theo như thế. Nhưng mà các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư thì tôi không sợ, họ tính kỹ lắm, họ tính nhiều thứ lắm. Họ độ có rủi ro mà thấy rủi ro về uy tín của họ này, rủi ro về thương hiệu này, rủi ro về tài chính này, rủi ro về thời gian, họ chạy ngay. Tôi làm rất là nhiều dự án cho nước ngoài, tôi cũng thấy là chỉ hơi thấy có cái mùi rủi ro là họ ngại rồi. Trong khi đó chính phủ Việt Nam mình, xin lỗi, tiền thì cũng đầu tư, một là dàn trải, hai là vào những cái gì mà nó có cái lợi ích theo cái nghĩa là cái mình gọi là cái ý chí chính trị của mình, dung quất, hay là những cái dự án mà gọi là nó không có nhiều cái gọi là ý nghĩa về tài chính mà ý nghĩa về chính trị nhiều, thì đó chúng ta phải nhìn lại theo cái đó. Chứ còn tôi không nghĩ rằng là như thầy nói là 5-6-7 triệu đô một phân kỳ là một đoạn cũng khó kiếm đâu. Thực sự là đối với tài chính quốc gia và đối với số tiền ODA, đối với số tiền vay mượn 5-7 tỷ đô là có thể làm được, có thể gọi có thể là làm được, sắp xếp được. Nhưng con số có dừng ở đó không hay là tiếp tục đổi lên? Vấn đề là ở chỗ đấy phải nghiên cứu rất kỹ. Tại vì thực ra đường hàng không ấy, nó chỉ giải quyết những cái khu đoạn nó rất là lớn, với một cái chiều dài rất lớn. Trong vòng từ khoảng 300 đến 400 mét là hầu như thế giới người ta thay thế toàn bộ đường hàng không bằng cái đường sắt rồi. Đường sắt tốc độ, đường sắt cao tốc, chính xác là đường sắt cao tốc. Nó thay thế rồi thì cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn rất nhiều so với đường hàng không. Cái đấy thì thầy Quận cũng thấy là đúng là nó là cái bán kính mà quay vòng ấy. Những khu đoạn như Hà Nội Vinh hay Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh mà dự kiến Bộ Giao thông trình, tôi thấy là hợp lý, rất hợp lý. Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang có một cái cũng không thật là đúng so với quy luật thế giới, là anh không phát triển, nghiên cứu phát triển hài hòa các phương thức, anh để cho nó mạnh ai làm. Anh đang nói đúng, không thể nào mà hai thành phố sát nhau đều hai sân bay, xong lại đòi nâng cấp lên sân bay quốc tế. Ví dụ Cát Bi Hải Phòng rồi, bây giờ chúng ta lại sân bay Vân Đồn. Từ Hà Nội đến Hải Phòng bằng đường bộ cao tốc thì chúng ta đi mất độ 2 tiếng. 2 tiếng thì việc gì cần phải thêm một cái sân bay đó. Thế nên chúng ta cứ để cho phát triển như vậy thì cái vốn nó đã ít lại còn bị dàn trải. Thứ hai là bây giờ chúng ta tính là không phải tính cái nhu cầu của người dân và vận chuyển hàng hóa, không phải là nhu cầu trên vận chuyển chính, mà vận chuyển từ kho đến kho hoặc từ cửa đến cửa. Chẳng hạn nếu anh đi hàng không bay từ Hà Nội vào Sài Gòn mất 1 tiếng 45 phút, nhưng thực ra tổng thời gian phải độ 6-7 tiếng, đúng không? Anh ra sân bay trước 2 tiếng, rồi anh lấy đồ mất 1 tiếng, rồi từ đây lên sân bay mất vào giờ cao điểm mất 1.5 tiếng nữa, thì đó là bằng cái đường sắt cao tốc và tốc độ cao. Nếu như anh đi thẳng từ đây vào Sài Gòn nó chỉ có từng ít thời gian. Thì vì vậy các nước đều tính là thế này, như chúng tôi nói là hiệu quả thu hút, hiệu ứng thu hút, tức là khi anh có đường sắt tốc độ cao thì một số lượng về nhu cầu vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nó sẽ lại chuyển sang đường sắt tốc độ cao, và cái đó sẽ kích thích sự phát triển lên. Thế nên là tính, nếu mà chúng ta cứ tính chặt chẽ ra cái số tiền thì như tôi nói, theo tôi hiểu thì khi người ta làm như vậy là để người ta xác định dành sẵn một cái quỹ đất để sau này có cái địa dư để phát triển, chứ không thể ngay một lúc làm như thế được. Bản thân cái đường sắt nội đô đây thôi, chúng ta có 7 tuyến thì cũng phải chia ra làm rất nhiều kỳ, chứ không phải là cùng một lúc làm cả 7 tuyến được. Cái mà thầy đăng với tôi là có một thời gian ở châu Âu, nên mình thấy ở Pháp và châu Âu là cái hệ thống metro, đường xe hỏa, xe lửa của họ rất là thuận tiện, rất là dễ, rất là chính xác.
Tôi nhiều khi tôi chả thấy tôi có lý do gì tôi đi máy bay đi ở châu Âu, những nước nó gần nhau, tất cả mọi thứ nó gần thuận tiện, thoải mái, không phải chen, không phải mất bao nhiêu giờ. Việt Nam mà đi như vậy thì mất rất là nhiều thời giờ ra sân bay, rất là nhiều. Một chuyến là về Sài Gòn là phải đi trước 2 tiếng, 3 tiếng ra rồi chờ đợi. Đó là đợi, cái phương tiện trung chuyển rất phức tạp. Đối với hàng không nó dở thế. Chứ còn nếu mà cứ tính là có 1 tiếng rưỡi giờ bay thì ai tính thế được. Không thể tính như thế được. Tính thời gian chuyến đi. Cái tính hấp dẫn của phương tiện nó rất là quan trọng trong cái việc phát triển. Tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam đó, có cái hay của chính lãnh đạo Việt Nam tôi rất có hay là khi mà có cái ý chí chính trị mà làm, muốn làm thì làm được. Chứ mình tổ chức một cái hội nghị, hội thảo gì muốn cho là làm tốt. Việt Nam làm cái gì cũng tốt nếu mà muốn làm và thật muốn làm. Còn nếu mà để cho gọi là xin lỗi mình hài hòa cái quyền lợi của nhiều nhóm nhiều khi khó làm lắm. Thứ nhất là cái gọi là địa phương. Tại giống Mỹ thôi, bây giờ nếu mà gọi là cái hệ thống Mỹ mà có lúc nào cũng phải gọi là chia quyền lợi cho nhiều nhóm thì nhìn nó không có là được gọi là cái kết quả mình mong muốn. Tôi nghĩ rằng là đến khi nào, chỉ khi nào mà lãnh đạo Việt Nam hay là chính phủ có cái nhìn vấn đề rõ rệt, có cái quyết tâm làm thì sẽ kiếm được được cái tiền hay là cái đầu tư mà làm. Chứ còn nếu mà chúng ta là nhìn nhiều quá, chúng ta nhiều thấy nhiều ưu tiên quá mà chúng ta không nhìn thấu cái nào là ưu tiên thì cái gì là ưu tiên hết thì chúng ta không thể làm được. Thì muốn những người làm chính sách nhìn được vấn đề thì chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều các chương trình đối thoại, không chỉ một số, hai số mà nhiều số để thu nhận ý kiến của nhiều các khách mời khác nhau. Có những góc nhìn khác nhau và những cái lo ngại để chúng ta còn lường trước được là khi chúng ta triển khai nó sẽ có những vấn đề gì xảy ra. Thì bàn tiếp về cái câu chuyện là sắp tới sẽ được trình ra vào năm 2019 thì các khách mời có thêm một số cái ý kiến gì không để cho cái việc phê trình ra sẽ sớm được phê duyệt và chúng ta sẽ có một cái đường sắt tốc độ cao như chúng ta mong muốn. Thì ông Quân có một cái nhắn gửi gì không ạ? Tôi nhắn gửi là các đại biểu Quốc hội là đại 500 đại biểu hội đó là đại diện cho ý chí 94 triệu dân. Thế nên là khi chúng ta phủ quyết hay là đồng ý cái gì thì phải rất cân nhắc, phải tìm hiểu thật kỹ xem nó là cái gì. Chứ chúng ta cũng chỉ nghe một cái rất đơn giản là 56 tỷ đô la ở đâu ra, thế là giật mình bỏ phiếu không thì 50% GDP vậy. 50% GDP. Nghe nó cũng đúng hợp đấy. Nó là quá nặng, 50% GDP là quá lớn. Tôi nếu mà tôi có được quyền nhắn gửi thì tôi chỉ nhắn gửi này, tức là phải tìm ra rất kỹ. Và thứ hai là Bộ Giao thông Vận tải là cái cơ quan được chính phủ ủy quyền lập dự án và báo cáo dự án trước hội, phải trình bày thật rõ ràng cái ý nguyện như thế nào để các đại biểu hội hiểu được. Thay vì chúng ta nói giống như năm 2010, nói nó không thật là thuyết phục. Và đặc biệt là hiện nay như tôi nói là luật đường sắt là cũng do Quốc hội thông qua. Luật đường sắt sửa đổi do Quốc hội thông qua, đã thông qua cái đó rồi, đã thông qua là anh có đường sắt tốc độ cao, đường sắt cao tốc rồi, thì theo tôi là phải triển khai. Và cũng như giáo sư Hà Xuân Vinh, tôi cũng rất đồng ý kinh nghiệm của Trung Quốc, họ phát triển đường sắt, nhưng phát triển đường sắt bằng ý chí của nhà nước. Đầu tiên là đại hội đảng họ đưa ra cái nghị quyết là phát triển đường sắt bát tung bát hoành, tức là họ chia đất nước Trung Quốc thành 80 dọc, 80 ngang, xong đó rồi là Quốc hội và Chính phủ phải triển khai. Thế nên là có những đoạn đường sắt rất khó khăn, ví dụ như lên Tây Tạng. Chúng ta đi rồi, chúng ta biết rồi. Cái đó là thực sự là chỉ là phục vụ chính trị chứ không mang lại hiệu quả kinh tế. Thế nhưng mà rõ ràng nó sẽ lại mang lại một cái sự ổn định chính trị, mà cái ổn định chính trị đó thì như người Anh người ta tính rất là phát triển đường sắt là phát triển xã hội, phát triển môi trường và phát triển về kinh tế mà không tính được bằng giá trị, bằng tiền. Trong những cái mục tiêu thiên niên kỷ thì chúng ta nói đến cái gọi là mục tiêu chúng ta gọi là xóa đói giảm nghèo, thì không thể nào xóa đói giảm nghèo nếu những cái vùng nghèo không có cái cơ hội tiếp cận thị trường, tiếp cận văn minh, tiếp cận công nghệ, tiếp cận cái mà gọi là giao thoa giữa các vùng. Tại vì khi họ có hàng hóa, họ phải bán, họ phải đưa ra thị trường. Mà một cái mà đưa ra thị trường tốt nhất, nhiều nhất, rẻ nhất là bằng xe hỏa, bằng đường sắt thôi. Chứ không thể nào đi qua máy bay là... Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mà có một cái đầu tiên có cái ý chí chính trị, nhưng mà ý chí chính trị đó họ chỉ làm khi có cái nghiên cứu hay có những cái gọi là nghiên cứu khả thi mà thuyết phục. Tại vì các nhà lãnh đạo, những nhà làm chính trị họ ngại cái chuyện gọi là quyết định sai, họ phải trả một cái giá, cái đó là đúng, nước nào cũng thế thôi. Nhưng mà để cho Quốc hội mà bấm nút thông qua đó, thì như Bộ Giao thông Vận tải phải làm tất cả những cái báo cáo đó, hay là có những tư vấn quốc tế làm những báo cáo đó. Nhưng mà phải có Quốc hội thường, người ta phải có một cái ủy ban gì thẩm định lại cái đó.
Rồi khi Quốc hội nhấn nút thông qua, có nghĩa là họ biết chắc chắn là 70-89% cái thông qua đó là họ tin tưởng rằng là họ đã làm quyết định đúng. Quyết định đúng đó là cái gì? Đầu tư, tức là khi anh nói đầu tư có nghĩa là gì? Là anh phải lấy cái chỗ khác. Xin lỗi. Đúng không? Anh phải lấy cái tiền ở một cái mục khác, chỗ khác để anh bỏ vào. Tại sao anh bỏ vào đây? Mày lấy chỗ này là vì chỗ này nó lợi hơn. Lợi hơn cho đất nước, lợi hơn cho mục tiêu xã hội, mục tiêu chính trị, ABCD gì đó. Thì cái này có thể đợi sau được, vì không phải là ưu tiên. Thứ hai là khi anh vay vốn của các tổ chức quốc tế đa phương cũng thế. Chúng ta phải chứng minh là cái này là tài chính dự án, nó độ rủi ro ít, cái lợi nhuận tốt, cái lợi ích tốt chứ không phải lợi nhuận, lợi ích tốt đóng góp cho sự phát triển của xã hội và kinh tế xã hội. Đúng không? Đóng góp cho sự ổn định. Vậy thì chúng ta cũng phải thuyết phục, mà chẳng có gì thuyết phục bằng cách là tất cả mình nghiên cứu đầy đủ con số tốt và tất cả nghiên cứu đó. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ khi nào mà Quốc hội có những cái tạm gọi là có những cái nhóm, hay là tìm được một cái nhóm gọi là phản biện lại cái của bộ gọi là giao thông vận tải ABCD gì đó, thì lúc đó Quốc hội gọi là tư vấn độc lập. Độc lập. Thì họ mới an tâm. Còn tôi không ngại tiền, tại vì tôi làm rất là nhiều nơi, tôi nghĩ là có rất nhà đầu tư, như chúng ta nghe là nhiều nhà đầu tư muốn vào Việt Nam lắm, nhưng mà vào đâu? Vào đâu rủi ro vừa phải, chứ không phải là không có rủi ro. Rủi ro vừa phải, lợi nhuận vừa phải. Tôi sợ nhất là làm cái gì mà lợi nhuận cao là vì nó không có ổn định. Bây giờ nếu mà chúng ta, bây giờ chúng ta nói chuyện thầu một tí, chúng ta làm một cái đề án đó, chúng ta cho thầu, xin lỗi. Rồi. Thì chúng ta làm đề án, chúng ta bảo cái giá này là bằng này, thì tôi chắc chắn 99% là các ông Trung Quốc sẽ thắng. Là họ sẽ làm sao đó thì tất cả cái giá của họ sẽ rất là thấp hơn với cái giá mà gọi là tổ chức thầu cho định để họ thắng thầu. Sau đó rồi mới phát sinh sân vận động quốc gia Mỹ Đình như thế. Tổ chức Pháp, đúng không? Nói là 66, từ 62 đến 63 triệu đô. Quá lắm là 66 triệu, nếu có trượt giá, các ông kia làm 50 mấy triệu. Thế phải thắng thầu thôi. Thắng thầu xong là nhiều vấn đề rồi, tất cả những vấn đề khó khăn xin chính phủ, mà lúc đó là Việt Nam sắp làm SEA Games rồi, thì cuối cùng lên 70 mấy 80 triệu. Lỗi về ai? Chả có ai lỗi cả. Việt Nam xin lỗi, cách làm Việt Nam là không có ai có lỗi hết. Lỗi chắc là tại trời, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là cái đường sắt cũng vậy. Tất cả cái đường sắt, xin lỗi, trên cao này và Việt Nam này, là đều trượt giá, nhiều nơi trượt giá 100%, xin lỗi. Làm gì mà trượt giá cao thế? Đúng rồi. Anh trượt giá thì phải vừa phải thôi. Trượt giá nó nằm trong dự phòng phí rồi. Trượt phòng nói đó. Khi trượt giá 100% thì tôi không nó là đội vốn chứ không phải là trượt giá, đội vốn. Mình cứ nói thế là đội vốn. Cũng không hiểu là từ gì cho nó đúng. Thì đấy cũng như tôi khẳng định lúc đầu ấy, là quan điểm của tôi nó cũng đơn giản thôi. Nếu có nhắn gửi gì thì tôi không nhắn gửi đến Quốc hội được. Tôi nghĩ là việc đó là việc trách nhiệm thuộc về bộ chủ quản là Bộ Giao thông. Là đơn vị phải rất có trách nhiệm trong việc có một cái báo cáo thực sự là kín kẽ, đầy đủ, phân tích rõ ràng. Và đặc biệt là các tư vấn nước ngoài thì đôi lúc họ cũng không phải là họ làm tốt cả đâu. Việt Nam mình cứ nghĩ tư vấn nước ngoài làm đúng làm sai rất nhiều. Tôi đã từng làm cho các tư vấn nước ngoài, tôi biết có những cái sai. Thì cố gắng là làm sao đấy để mà thực sự là nó làm cái dự án hiệu quả cho đất nước. Thế là cái quan trọng nhất thì Quốc hội thông qua thôi. Và cái cách anh không phải là anh cứ trình ra là thành công đã là tốt. Và khi có trình ra không được thì cũng là một cái tốt đấy, chứ không phải là một cái đấy. Ví dụ 2010 trình ra không được thì anh sẽ rút kinh nghiệm. Chứ lúc đấy mà lại thông qua thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thông qua một cái nó chưa kỹ, chưa đúng kỹ rồi, càng. Chứ không biết gì chuyện sẽ xảy ra. Có một cách nữa tôi thấy là một số nước á, mà tôi thấy là cả Mỹ cũng phải, họ làm rất là hay là như thế này nè. Họ đưa ra cái đề bài thôi. Là chúng tôi muốn làm cái đường sắt cao tốc từ thành phố Hà Nội đến thành phố Vinh, chuyện như vậy. Với khổ là 1.4 gì đó, 35 như vậy, vân vân. Rồi để cho các nhà thầu họ đưa cái mình tạm gọi là unsolicited proposal, là đề xuất của họ. Đúng rồi, cũng có cái cách làm như vậy. Rồi xin lỗi, để cho họ đấu đá với nhau rồi mình học được. Và cuối cùng mình chọn ai là quyền của mình. Thì có lẽ là tốt nhất, vì cái anh mà gọi là anh muốn làm, anh thích làm thì anh phải tính. Và đấy là bọn design build à? Là design build, và nó thích thì nó làm, mà đã làm thì nó phải chịu, là được thì nó hưởng, mà thua thì nó phải chịu thôi. Chứ còn bây giờ mình tính toán theo kiểu của mình là sau đó nó trượt giá trên này, đội giá chỗ kia, rồi cuối cùng công việc nó gọi là không xong hay là chậm trễ rồi. Mất đúng là cái xu hướng của thế giới bây giờ là họ làm design build thì nó tránh tất cả các cái khâu, nó lòng ngoằng ra, tự thiết kế và tự xây dựng thì không có sai nữa. Nhưng với đường sắt thì có vẻ hơi khó hơn đúng không? Cũng có thể được. Như tôi đã có nói nhiều các cái đơn vị lớn họ có thể làm được. Đặc thù của đường sắt là ghép nối tiếp. Tức là anh không thể làm một đường bộ thì anh chỉ cần làm 10 cây số là được rồi.
anh mua một cái ô tô đẹp là được rồi, nhưng đường sắt là bắt buộc nó có phải sự nối tiếp nhau, phải thành một cái tổng thể, thành người ta gọi là một nó hệ rất thống. Nhiều bộ môn hơn rất so với đường bộ, rất nhiều bộ môn. Thì cái đó mà không có sự cầm trịch thì cũng rất là phức tạp. Vì vậy ở đây tôi vẫn nhắc lại là gì, là để phát triển đường sắt thì phải có sự chỉ đạo của nhà nước. Các nước đều như vậy, chúng ta gọi là tư nhân hóa, nhưng tư chỉ như tư hóa những cái gì đó thôi. Chứ còn về mặt cơ bản thì vẫn là nhà nước phải chủ trì. Là cái chính sách, là cái đường lối, tất cả cái đó là triển. Nhà nước và chính sách phát triển lắm. Thế còn để cho tư nhân họ làm theo cái chỗ nào mà họ lợi họ làm trước, chả vấn đề gì cả. Có thể là nhiều khi mình nó phải nói như thế này nè, trong vấn đề gọi là giao thông vận tải gì đó, hay là vấn đề là tài chính dự án. Đã nói tài chính dự án thì cái nhà đầu tư nó phải thấy cái lợi của nó. Có thể nó không thích làm miền Trung là nó ít khách quá, đường BOT cũng vậy, nếu làm BOT thì phải có khách. Đúng không? Khách đi lại thì nó mới đủ cái thời gian 10, 12 năm. Nhưng mà nếu đã làm BOT thì ông không thể làm mấy cái đường nhỏ nhỏ song song để cho người ta trốn như được ông. Thì như vậy. Vậy thì bây giờ nhà đầu tư họ sẽ thấy cái quyền lợi của đâu, mình không sợ. Để cho họ đề xuất, để cho họ gọi là tính toán. Và cho mình, nhiều khi mình học được ở chỗ đó, xin lỗi. Nếu mà có 3-4 ông đề xuất thì một là nó giống nhau thì càng tin tưởng, còn nó khác nhau thì mình biết tại sao khác. Đúng không? Rồi để cho họ tính toán và có thể mình làm việc với họ. Nhiều khi mình phải tận dụng, mình gọi là xã hội hóa đó, tức là xã hội hóa trong nước và xã hội hóa ngoài nước nữa. Họ làm được, họ ăn và chúng ta có lợi. Vâng ạ. Vâng. Xin cảm ơn các khách mời đã rất là nhiệt huyết về đề tài của đối thoại ngày hôm nay ạ. Khi nhắc tới cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì rất là nhiều người nói rằng là vai trò của Bộ Giao thông, vai trò của Tổng công ty Đường sắt, và chúng tôi biết điều đó, chúng tôi đã mời khách mời như vậy lên trường quay đối thoại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn mời các chuyên gia, những cái giảng viên, những khách mời như là chúng ta ở vai trò của những cái người dân, những người cũng đang rất là quan tâm tới một dự án rất là lớn của quốc gia và chúng ta cũng được hưởng trên cái dự án đó, đúng không? Thì chúng ta cũng có những góc nhìn, những ý kiến, thậm chí những chuyên gia đến từ nước ngoài, thì các khách mời sẽ có những cái ý kiến đóng góp thêm. Bởi vì không phải là chỉ là trách nhiệm Bộ Giao thông trình lên Quốc hội mà chúng ta còn phải được lắng nghe ý kiến của nhiều người và được sự đồng thuận của xã hội nữa. Thì chúng tôi nghĩ là đấy là một cái vai trò rất là quan trọng của truyền thông chúng tôi để truyền tải thông tin từ tất cả các khách mời đối thoại đến với cả người dân, đến với khán giả, đến những người quan tâm tới đề tài này. Thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta cũng đưa ra được những cái góc nhìn rất là mới hoặc những thông tin có thể bổ sung thêm cho cái việc trình nó sẽ tốt hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã nhiệt huyết về đề tài của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ lại có thể tiếp tục gặp nhau khi mà có một cái tiến độ mới hoặc là một cái quyết định mới được đưa ra, đúng không? Và chúng ta lại bàn tiếp về câu chuyện là triển khai như thế nào. Xin cảm tôi ơn ba khách mời. Tôi chỉ thấy là nếu mà chúng ta làm sớm ấy, thầy Quân này, thầy Đăng này và cả tôi nữa mình đi du lịch có phải thích không? Vâng ạ, chúng tôi cũng rất là mong như vậy. Chắc là được đến Đoàn Vinh. Hy vọng được đến Vinh. Rồi xuống là đi chơi, đi tắm biển xong lại lên. Tại sao không? Du lịch là một cái... Tất cả mọi người đều mong như vậy và các khách mời các số trước đều nói về sự cần thiết và cấp bách của nó. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.